Chào tất cả anh em. Nay tôi như cái này tôi cũng có nói một lần đấy, nhưng mà như tôi nói hơi sơ sơ một chút. Xin nói về cái dây linh buộc trục và cái lý do hôm trước của tôi bị lộ mất 4 bộ. Cái này là tứ tám tay xoài mềm này, thích hợp đánh đầu cần. Đây là cái dây linh của tôi, này tôi đã buộc lại rồi. Ok, ở đây cái mấy cái nào mà tôi đã buộc lại rồi thì tôi sẽ không nói. Xem nào. Ok, hôm trước ấy mà tôi bị cái hôm mà đi câu mà được clip cách đây mấy hôm ấy, đi câu được 10 con mà nó bị lộ mất bốn cái lưỡi câu ấy, hai cái tứ hai cái lục ấy. Đấy là lý do là do cái dây linh của tôi. Hôm trước thì tôi vẫn không để ý đâu, chính xác ra thì nó bị hôm trước nổ một cái nữa, thế là hôm trước thì cô em mà câu lổ một cái nữa là tôi kia đây đổ nó tải nó giật mạnh, nhưng mà không phải mất mà cái đấy nữa, thế là chính xác là mất 5 cái, mất ba cái tứ hai cái lục cơ. Lý do là dây linh đẻo thế cho nó nhanh. Cái này ngon, cái này chuyển bố sang đây. Tí nữa thì tôi sẽ có hướng dẫn anh em sơ qua một chút để chọn mấy cái dây linh giao câu cho nó không bị lộ. Anh em nếu mà không tìm được cái loại giống của tôi thì anh em có thể có rất chi là nhiều sự lựa chọn khác. Anh em có thể lên trên mạng search dây linh buộc lục, có ngay cước dây linh buộc lục hoặc là nọ kia. Thế nhưng mà thực ra thì tôi cũng nhiều sản phẩm thì tôi cũng không tin tưởng lắm. Bây giờ cứ cái gì quảng cáo thì nhiều hay, thế nhưng mà cái gì mà mình thấy qua sử dụng rồi, đã qua trải nghiệm rồi, mình thấy ok thì mình sẽ nói với anh em thế thôi. Đây cũng là cái thứ tôi buộc lại rồi. Đây, dây linh màu trắng là dây linh của tôi này. Dây linh màu xanh nhạt là dây linh của họ cho. Hôm nay hôm trước tôi đi lấy mấy cái lục thì ra cái quán đổ câu ấy, cu nó bảo là anh ơi anh dùng thử cái dây linh này đi, cái loại này loại mới đánh hay lắm. Dây linh bao nhiêu thì 3.5 hay 3.6 gì đấy. Đưa cho anh mấy đoạn anh buộc thử, nó đưa cho 5 mét. Về tôi cắt ra tôi buộc lại hết đổ của tôi, loanh quanh cuối chốt lại, cuối cùng đi câu nổ phanh phạch phanh phạch. Đây cũng là dây linh của tôi, đây vẫn còn cái lưỡi này, nó không phải là dây linh của tôi này. Không biết là ở trong cái video thì anh em có thể nhìn thấy là phân biệt cái màu của nó không, màu nó vẫn. Cái này cũng là dây của tôi, cái này tôi mới buộc lại xong. Cho ra đây này, dây nhá, dây của tôi là 3.0 thì chắc chắn là cái dây kia là 3.6 rồi, 3.6 rồi. Đây này, cái chết dở cái video này, anh em nhìn thì nó lại màu cước thì nó lại giống nhau. Nếu của tôi là màu trắng trong suốt này, còn cái này là màu hơi đục một chút, có thể là nói là hơi xanh một tí này, gọi là hơi đục một chút này. Đây, tôi sử dụng cái dây linh của tôi thấy khá chi là tốt, mà gần như là từ trước là tôi đi câu là chưa bị lổ trục trong cái trường hợp tôi buộc cái ở cái này đâu. Thế nên là anh em có thể đi mua được cái này thì tốt. Quán đồ câu nó bán cái loại 2.5 ấy thì nhiều, cái loại 3 chấm mà thì tôi toàn buộc 3 chấm thôi, trâu bò kéo cho nó khỏe. Kiểm tra qua cái nếu mà thấy xước thì cắt ra buộc lại. Ok, thay vào cái này nó ốp cho nó đẹp hơn.
Rồi ok, đây này. Đây này tôi mới buộc luôn nhưng mà tôi còn chưa mang đi câu cơ, nhưng mà chắc chắn nó phải gỡ ra. Đồ này không dùng được. Ai da. Đây anh em này. Cái lọ cước này nó bán ở quán đồ câu rất chi là nhiều. Cái cước của tôi là 3.0, cái cước mà ở quán thì tôi thấy nó bán nhiều cái loại 2.5 ấy, 2.5 thì cái loại đấy nó rơi. Cái này là 3.0 thì nó 15,8 kg. Còn cái cước mà 2.4 thì nó rơi khoảng 14,6 kg gì đấy. Tôi nhớ là thế. Nhớ mang máng thôi, cái này là không nhớ rõ lắm. Nhưng mà đây trọng lượng 15,8 kg. Cước này tôi câu cảm thấy rất chi là bền. Đây, ví dụ như kiểu là cái cuộn cước tia chớp này. Đây là cái cước 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 ở máy nhá. Cước ở máy này. Đây gọi là 3.0 này. Trọng lượng nó có 6,8 kg thôi. 6,8 nhưng mà cái này tận 15,8 kg, có nghĩa là không bao giờ lổ trục được. Anh em hiểu thế. Cái cước ở máy câu lấy cái trọng lượng nhỏ hơn là cái dây linh mình buộc trục. Ví dụ như kiểu là cái dây linh cái cước ở cuốn máy câu của mình ấy, trọng lượng nó rơi khoảng 10 kg, anh em lấy cái cước câu ít nhất nó phải tầm 11 kg trở lên. Dây linh ấy, dây linh 11 kg trở lên thì nó sẽ ok. Cái hộp cước này thì tôi mua lâu lắm rồi, tôi chả nhớ là nó bao nhiêu đâu. Tôi dùng nó cũng 4 5 năm rồi nhưng mà buộc để mỗi buộc dây linh thì nó mãi nó chưa hết. Đây này. Cái này thì bán ở tiệm rất chi là nhiều. Tôi không nhớ rõ ngày xưa tôi mua bao nhiêu thôi. Đấy. Cái cước này rất chi là dai luôn, nó không có tạp chất, nó là cước trắng. Anh em mới dùng loại này. Tôi khuyên anh em dùng loại này thế thôi, thế còn anh em tùy, có rất chi là nhiều sự lựa chọn. Cái loại này thực sự tôi câu chưa bị lổ dây linh đâu. Hôm nào nó hôm trước thì loanh quanh 2 hôm đi mà mất đến 4 cái thì tôi cũng 5 cái thì tôi cũng thấy là quá đen chứ không phải là đen vừa. Đây có một số anh em thì buộc dây linh rất chi là ngắn và một số anh em buộc dây linh rất chi là dài. Hôm nay tôi sẽ áng chừng cho anh em dây linh buộc khoảng tầm bao nhiêu cm thì là hợp lý. 30 này. Đến đây là 60 này. Đến đây là 50 này. Đấy, một cái dây linh anh em cắt tốt nhất là khoảng tầm 50 cm. Đây là theo ý của tôi nhé, còn anh em là có cao kiến gì thì tùy. Đây là theo sở thích của tôi chứ không phải là tôi bắt mọi người phải làm theo cái này. Bình quân là 50 cm anh em gập vào. Ví dụ ông buộc 4 cái lục hoặc 5 cái lục, 6 cái lục thì đây anh em gập làm 5 đoạn. Ở đây tôi có 4 cái. 3 cái thì tôi sẽ gấp làm 3 đoạn bằng nhau. Thì đến lúc anh em buộc, ví dụ như kiểu là mình không thích câu cái này mình thay cái kia thì nó sẽ không bị, không mất công phải thay thay lục, không à, mất không không mất công phải kéo lại chặn phao rồi thế nọ thế kia. Đây tôi cứ cắt thừa ra mấy đoạn để sau tôi buộc. Một hai ba bốn năm sợi, 5 sợi để dư 2 sợi để ngoài để phòng thôi. Một hai hôm thợ đi câu mà để 2 hôm mà đứt đến 5 cái lưỡi câu thì tôi cũng hơi bị he. Thực ra tôi chửi cho thằng cu ông trận. Rồi ok, đây 5 đoạn bằng nhau này. Đấy, cái mẫu cước này tôi thấy rất chi là nhiều. Anh em lấy xài thoải mái luôn, tôi buộc khoảng mấy năm rồi dây linh còn chưa hết này, còn chưa tính như một số anh em lấy lăng xê xin mấy đoạn để về buộc dây linh tôi cũng cắt tôi đưa cho. Đấy, này dạy máy rất chi là hay, anh em mua được cái tầm 3.0 lên máy 3.0 máy chắp trước các thứ đều được, không vấn đề gì cả. Chắp không nhất thiết là cứ ông có phải 1.5 ông đánh chắp. Đây, hai cái này là hai cái tứ này là mới mua luôn.
Một cái tứ cỡ số 8, cái này số 7 và cái này số 6. Hai cái này mới mua, còn một cái thì là nó cũ rồi. Này. Anh em nhìn lưỡi câu thì nó như nhau thôi đúng không? Bây giờ chia ra mấy loại tiền này. Cái này 60.000, 90.000, 120.000. Nó có khác gì nhau đâu đúng không? Thậm chí còn có cả loại 35, 30.000 cơ. Nó rất chi là nhiều loại. Câu cái loại làm sao, ví dụ đóng cá vào, quặt cái lưỡi ra, ví dụ nó bị oải như này, anh em cầm bẻ một cái nó quay lại như cũ, lưỡi đều, nó khác nhau ở cái chỗ đóng con cá lên nó bị oặt như này, ví dụ nó quặp vào đây chẳng hạn, đây ví dụ nó quặp vào đây, anh em tí bỏ ra gỡ, uốn mãi nó mới lại như này, xong rồi lúc sau nó lại nhả lại như này, đấy là lưỡi đều. Đó, đây uốn này, uốn nó quặp vào đây luôn, để ở đây lúc này như này, đây anh em nhìn nó nằm ngang này, nó xoáy cái là lên nó lại làm dọc này, thấy không, nó khác nhau ở cái chỗ đấy với cả cái độ bám. Đây hình tay câu này rất chi là đẹp, tay câu tay xoài anh em, ok này, đóng rất chi là bám. Tất nhiên là tôi không phải là nơi sản xuất, tôi không biết là gốc nguồn gốc sản xuất cái này ra nó bán bao nhiêu, có thể là 10 20 nghìn cũng có thể, hoặc là cũng có thể 20-30, hoặc cũng có thể 30-40, cái chuyện này tôi không biết, đây là cái giá tôi đi mua thế thôi. Ok. Rồi, bây giờ tôi sẽ buộc buộc thôi, buộc thì vẫn như mọi khi thôi. Cái này người ta đều là hàn keo đây, người ta buộc lối hết này, anh em nhìn này, nó đã có chống lật rồi. Đây cũng có chống lật hết rồi. Đây cũng có chống lật, nên là tôi buộc làm sao cho nó chắc là được, không cần chống lật, chống nọ, chống chai, bởi vì nó đã có chống lật rồi, buộc chống lật làm cái gì nữa. Ok. Đấy, tiện hôm nay tôi sẽ tâm sự với anh em hôm cách đây mấy hôm. Nó chửi nhau bá đạo quá. Có một ông thì hai chuyện liền, một ông thì gọi điện đến không có điện, nhắn tin ông tôi ông cho tôi cái công thức này, công thức kia ông giữ làm cái gì rồi thế nọ thế kia các kiểu vấn đề liệu. Tôi không thèm nhắn tin lại. Nếu mà lịch sự ra tôi chưa biết bao nhiêu tuổi, không biết già hay trẻ. Lịch sự gọi điện nói chuyện nó là một chuyện, nên nhắn tin còn chưa biết bao nhiêu tuổi, còn ông tôi không cần biết bao nhiêu tuổi, già hay trẻ nhìn mặt mới biết. Thế thôi cho nó nhanh, tôi nói anh em tôi chưa 40 tuổi đâu, gần 40 thôi. Thế nhưng mà làm sao sống với nhau nó có sự tôn trọng. Mấy cái thành phần thì tôi không bao giờ tôi trả lời tin nhắn, chứ đừng nói bao giờ gọi điện lại. Cái thứ nhất, hôm cách đây 2 hôm, ông số điện thoại đuôi 774 gọi điện đến, giọng thì Hà Tĩnh. Tôi check ra về sau, lúc nào nó gọi điện đến mới đầu hỏi là đây có phải chỗ bán lăng xê không, mình nghe giọng mình đã không thích rồi. Không, mình bảo đúng rồi bạn ạ. Nó bảo chứ mày bán lăng xê bao nhiêu bộ, 50.000 một bộ. Nó bảo nó đéo thì mà mày bán đắt thế thế nọ kia, bảo anh lấy thì lấy, ông lấy thì thôi, ông lấy là lấy, không lấy thì thôi. Cái chuyện này tôi không bắt ép bất cứ một anh em nào mua đồ của tôi cả. Thế nó bảo chứ mày làm sao mà để thằng cháu tao nó lấy cái lăng xê của mày, nó lấy mấy bộ mà hết tận 200 mấy chục nghìn hay sao ấy. Mình bảo đấy, đấy là cái chuyện bình thường, có gì đâu, tôi có bắt ai mua đâu. Thế sau ông quay ra ông bảo chứ thế, mẹ mày chứ cái tao nó cũng làm được cái lăng xê đấy mà sao tao cũng làm đồ câu đây, sao nó phải đi mua của mày. Thế thì nói cái mở miệng nó nói cái câu đấy, anh em có thấy nó ngu không? Làm sao mà cái thằng bây giờ tôi không chuyên đồ câu đây này, anh em nhìn album cưới đây này, tôi không chuyên đồ câu mà trong khi đấy mình ông chú ruột của mình đi làm đồ câu mà trong khi đấy nó người ta lại phải đi mua của tôi. Ông nghĩ thế nào, làm như thế nào mà để người ta phải đi mua chỗ khác mà với cái giá đắt hơn. Ok, ông bán có 35.000 bộ mà tôi không cần biết ông bán bao nhiêu, kể cả tôi bán 100.000, ông bán có 10.000 thôi, nhưng mà ông phải hiểu tại sao mà người ta lại không mua đồ của ông mà người ta lại đi mua đồ của tôi. Nói thẳng ra xong về sau bực mình lắm, chửi nhau nói lúc nào nó bậy lắm. Nếu mà anh em nào có nhu cầu thì tôi có thể úp cái video clip mà ông ấy gọi điện đến chửi nhau cơ, nhưng mà nói chung là nó clip đấy thì nó hơi bậy. Bởi vì trong cái quá trình gọi điện ấy, tôi clip nào mà có nghi vấn cái là tôi bắt đầu tôi check, tôi ghi âm mà. Thế là nó vẫn có ghi âm. Sau đó về sau tôi gọi điện nó tắt máy luôn cơ.
Sau tôi gọi điện không dám nghe, tắt máy. Nó kêu là mày đang ở đâu rồi đang chỗ nọ thôi kia. Mình bảo ờ thế tôi đang ở cổng trường tiểu học Phương Canh đây. Thắc mắc gì sang đây? Tôi nó chắc là tôi nghĩ là cái đây là không phải ở trên này, ở Hà Tĩnh thôi. Ông này là Hà Tĩnh, về sau tôi check check thông tin ra là dưới Hà Tĩnh. Ở Kỳ Anh Hà Tĩnh. Ông ấy kêu là tao đang ở chợ Minh Khai đây. Mày sang đây thế nọ thế kia. Mình bảo ai bây giờ ông thắc mắc cái gì mày sang đây? Mày nói chuyện với tao. Thế xong là nó cứ cù nhà cù nhầy, xong là nó bảo tao đang ở chợ Minh Khai đây. Rồi mới cho tôi lên mạng tôi check lấy cái số lấy số điện thoại của nó, tôi check ra Facebook của nó, ra Zalo của nó luôn. Nó ở Kỳ Anh Hà Tĩnh. Thế xong là nó kêu nó đang chợ Minh Khai, tôi gửi luôn ảnh của nó cho mấy cái thằng em ở bên chợ Minh Khai. Rồi mày check cho anh thằng này xem nó đang ở đâu chợ Minh Khai. Mấy thằng em nó check 5 phút thì ra, nó bảo không có thằng nào như này anh ạ. Mấy thằng rất là làm gì mà cứ phải cái chó ba cái chó mèo đấy. Mình làm tốt đi, người ta sẽ lấy đồ của mình thế thôi. Tôi không chuyên. Mà tôi cũng nói luôn là tôi không sống về cái này. Tôi không chuyên. Không chuyên mấy về làm cái đồ câu thế nhưng mà các ông ấy, ông cứ làm tốt đi thì người ta sẽ mua của ông. Kể cả mấy ông thính câu cũng thế thôi. Thỉnh thoảng có mấy ông gọi điện đến ca thán là tôi làm thế này thế kia rồi ai mua, ý là kiểu chúng nó tự làm hết đi, anh em người ta tự làm hết thì bây giờ bán cho ai cái nọ kia. Cái đấy các ông phải tự trách các ông. Các ông chuyên mà tại sao mà các ông làm, nếu mà các ông làm tốt thì chắc chắn người ta sẽ không bao giờ người ta tự làm thính nhá. Không bao giờ người ta nghe tôi nếu mà các ông làm tốt. Ông làm tốt đi thì người ta chắc chắn sẽ lấy đồ của ông, sẽ lấy thính của ông thế thôi. Tôi không phải là bán thính mấy cái câu lục câu liếc ấy, đâm ra là các ông đừng hỏi về mấy vấn đề đấy. Tôi bây giờ hiện tại là có bán cái lăng xê thôi, thế là do anh em thôi, cũng toàn anh em cuối cùng tự phát sinh thì cuối cùng tôi mới loanh quanh tôi mới thành thằng bán lăng xê. Thế tôi có phải sống với cái này đâu, nên là anh em cứ đừng có hiểu nhầm. Sống làm sao cho nó phải, bây giờ mình tốt chả có lý do gì mà người khác lại thì không lấy đồ của mình cả thế thôi. Hôm nay là làm cái gì thì làm, nói được phải làm được thế nó mới chuẩn. Tính tôi không làm được cái gì còn lâu tôi mới nói. Sống làm sao phải cho nó có đức, sao có phải sống bẩn sống thỉu làm cái gì. Tất nhiên là tôi làm cái kênh này tôi cũng biết là nó có rất chi là nhiều loại người, có mấy cái thành phần, một là xem, hai là một là xem không nói gì, và một cái thành phần nữa là cũng có nhấm nhá biết một tí làm thế nhưng mà vào ghen tị. Cái lúc mà mình muốn dìm người ta mình vào mình chửi người ta, thực ra cái quá trình đấy là mình lăng xê cho người ta thôi, cho người ta nổi thôi. Làm bây giờ các ông cứ làm tốt đi thì sẽ có người người ta nghe thế thôi, tại sao cứ phải nhí nhằng làm cái gì, chuẩn chưa? Đồ tốt thì ông kể cả ông ở trong xó rừng xó rú ông ở đâu đi chăng nữa, ông không quảng cáo rồi cũng tay người nọ tay người kia thì sẽ đến, người ta cũng sẽ lấy của ông thôi. Giờ mình làm đồ lởm rồi đồ câu thì câu thì không lên cá, ông trộn mồi thính câu lục thì trộn nhì nhàng bán cho người ta 150.000-200.000 cái ổ thính nhé. Ông thấy đấy, ví dụ như kiểu mấy cái ông gọi điện cho tôi đấy, các ông mấy cái, đây là tôi nói riêng mấy cái anh mà gọi điện cho tôi đấy thôi, còn các anh em khác thì đừng có vì thế mà tự ái. Tôi chỉ nói mấy cái bạn mà gọi điện đến cho tôi là thế thôi. Nên bây giờ các bạn làm tốt đi, không ai bảo gì các bạn đâu. Thế cho nó nhanh. Và tôi hướng dẫn lên đây tôi cũng có thu của ai xu nào. Cái này là miễn phí. Thế thôi. Làm sao cho nó xứng cái đồng tiền bát gạo của người ta. Tôi bỏ ra tiền thì có phải là giấy đâu. Ra thì mua quyển sách thì gỡ ra là có tiền đâu. Mấy anh em suy nghĩ trước khi nói. Tất nhiên là tôi làm kênh này thì không bao giờ tránh khỏi những cái trường hợp đấy rồi. Tôi xác định từ đầu rồi, không bao giờ tránh khỏi, làm sao mà vừa lòng được hết tất cả thiên hạ. Bán dân thiên hạ hàng bao nhiêu người, mỗi người một tính.
Nói thật chứ ai cũng như tôi thì công an thì đã nghỉ hưu hết rồi, bởi vì không có công an đâu. Trộm cướp không có, các kiểu không có luôn. Ai cũng như tôi thì rất chi là lành. Tính tôi lắm lúc nó thành nhiệt tình quá rồi ấy. Cuối cùng để cho nhiều ông ấy trèo đầu ông cưỡi cổ. Tôi nói qua rồi, ông nào thích thì alo mà không thích thì thôi. Ông alo các ông chả lấy cái gì cả, tôi cũng không quen biết gì, gọi điện đến ít nhất phải được dăm ba câu lịch sự. Đây các ông chả gọi điện, ông còn nhắn tin còn nhì nhà nhì nhằng làm thôi cho nó phải ấy. Thôi thì cứ ai đối xử với tôi nào tôi đối xử phải vậy thì thôi. Xác định trên cái kênh này thì cũng có nhiều vấn đề lắm, nhưng mà làm rồi thì mình phải chịu. Mình gần như kiểu là như bản thân tôi bây giờ gần như kiểu làm dâu trăm họ, làm sao tôi vừa hết được. Anh em thử tự nghĩ mà xem, những anh em mà đã lấy lăng xê đấy, tôi rất chi là nhiệt tình luôn. Tôi cũng bảo rồi, xin nhắc mấy em lăng xê đấy, hỏi trộn cái gì hoặc làm cái gì tốt nhất là gọi điện cho tôi. Tôi rất chi là ngại nhắn tin. Những anh em nói đến lần thứ mấy cuối cùng bắt buộc tôi phải gọi điện. Bởi vì tôi gọi điện nói cho nó nhanh, nó dễ hiểu hơn, nhắn tin lâu. Đây, anh em cái dây trục mạng, dây 8 sợi này, cực kỳ chuẩn này. Đây, tôi hợp với cả cái màu nâu, lấy màu nâu buộc dây ninh. Còn 5 dây này bỏ. Tôi thì cũng khá nóng tính, ông hôm nọ gọi điện đấy không phải là ý tốt. Nên là tôi nói rất chi là nhiều lời, nói chung nó khó nghe, ông đấy thì cũng không phải dạng vừa. Nhưng mà tôi không biết ông đấy có phải say rượu hay không, nhưng mà đến sáng hôm sau gọi điện lại xin hỏi đây có phải số của đây là số của ai đấy ạ. Bắt đầu tôi mới lừa, tôi lấy tên, tôi lấy địa chỉ, nhưng mà loanh quanh ông tắt máy luôn. Tôi thì không phải dạng cái đầu gấu đầu mèo gì cả. Nhưng mà mình nôm na là mình thắc mắc cái gì thì mình làm cho nó đến cùng thôi. Tất nhiên là cái gì mà nó không ảnh hưởng đến mình quá thì thôi. Không ấy cứ tùm lum tựa lưa, rất ghét ba cái thể loại mà cứ gọi điện đến này thế nọ thế kia. Làm sao có phải ghen ăn tức ở thế này, làm cái gì châu ăn ghét tất châu buộc. Châu buộc ghét châu ăn. Ông làm gì kệ người ta, cứ làm gì mà không động đả động gì đến bàn thờ bát hương kinh tế như ông là được. Thế thôi. Ông đếm xỉa vào làm cái gì? Anh em rất chi là nhiều anh em đến đây chơi, anh em đến đây chơi rồi thì biết tính tôi. Không bao giờ nhì nhằng. Cái gì ra cái đấy luôn, ngô ra ngô, khoai ra khoai. Không có cái kiểu ngô khoai lẫn lộn, vớ va vớ vẩn. Tôi mà tất cả những cái clip tôi hướng dẫn cho anh em xem ở đây anh em đều miễn phí, cho anh em có phải trả cái gì đâu. Mấy hôm nay thì tôi đang đúng ra cái clip này tôi định làm mà từ cái hôm mà tôi đi câu về tôi bị nổ ấy, đúng ra là hôm sau thì tôi làm rồi, thế nhưng mà loanh quanh về ốm quá. Hôm nay nó vẫn còn ốm nữa này, hôm nay giọng vẫn khàn khàn như vết đực này. Đang nghẹt hết cả mũi, uống thuốc mấy hôm thì chưa khỏi. Đấy. Rất muốn đi câu nhưng mà ốm không đi được. Nhưng lúc rảnh rảnh lôi mấy cái đồ câu đồ kiếp này ra. Phải làm rồi lau chùi máy câu rồi cước xem có xước hay không. Cũng là một thú vui. Tôi này rất khoái sờ mó mấy cái món này. Rồi tí nữa thì buộc xong cái này rồi lại ra ngồi buộc lăng xê. Buộc lăng xê đến 2 giờ chiều thì lại đi uống trà đá. Thế thôi, đến 4 giờ thì lại về ngồi cửa hàng. Nếu mà có khách thì check cam, nếu mà có khách thì chạy về, không có khách thì thôi. Thế thôi.
Đấy, anh em tôi mong ở trên kênh tôi anh em làm cái gì cũng có cái sự tôn trọng nhau một chút. Ok rồi. Sao mình tôn trọng người ta mới tôn trọng mình. Tôi thì rất chi là tôn trọng những anh em, tất cả anh em. Nhưng mà còn những anh em nào, người ta bảo là cục bông ném đi, cục chỉ ném lại mà. Anh em cứ đối xử tôi sao thì tôi đối xử với anh em vậy thôi. Thực ra rất chi là nhiều anh em, đã 99% là anh em ở trên này rất chi là nhiệt tình và thì cũng thế nọ thế cũng thế nọ thế kia đấy chứ, nhưng mà đấy chỉ những cái phần trăm thành phần xấu nó chỉ rơi vào những cái phần trăm nhỏ thôi, nên thành phần kích động phá hoại nhiều trò lắm. Hôm nay là tôi nói thật sự không quan tâm mấy ba cái thành phần đấy lắm, lúc mà gọi điện đến thì chửi thì bực thì chửi thế thôi, xong thôi. Tính tôi dễ như gáy đẻ hay đặt đâu làm đấy. Người ta bảo cái tầm này mà chưa lấy vợ thì nó tính hay bị hâm hâm, nhưng mà tôi thì tôi tính hình như vẫn bình thường. Đấy, ok này. Nó xong này. Cái này mới cứng luôn. Đấy. Cái này là thứ sáu thôi, đánh tầm đầu cần hơn tầm cần của anh ngon đẹp, hay tầm cần đánh cũng được, bám tốt. Đấy, tứ ngũ lục nó có rất chi là nhiều nhiều loại giá tiền, không phải là cái nào nó cũng giá nó như cái nào, anh đem đi mua chọn cảm thấy cái nào mình thích hợp thì mình dùng thôi. Tôi thì thường thường tôi dùng loại 90.000 này, thi thoảng nó dùng cái đắt tí, có hôm trước ấy, nó nổ mất 4 cái một hôm đấy điên thật đấy. Đúng một cái tứ một cái lục tôi mua 140 một cái luôn, đánh hôm đầu tiên đúng có đóng con đầu tiên hai cái liền đều nổ, tiền sư nó lộn hết cả ruột đấy. Một buổi đi câu mang đi để phòng phòng thủ này. Thế tôi câu ít lắm, 2 4 6 7 mang đi 7 cái thôi, không mang đi nhiều. À, tính như sơ sơ chỗ này nó tôi buộc cái dây linh này không có ra lổ được rồi, rất chi là khó lổ. Nếu mà có lổ thì nó sẽ lổ dây cước của máy, bởi vì cái dây linh này trọng lượng hơn là máy rất chi là nhiều, không bao giờ cái dây linh này lổ được. Đấy, tất nhiên là nó phụ thuộc vào dây linh tốt hay dây xấu thôi. Thế nhưng mà đấy anh em nhìn lại một lần nữa rất chi là hay, tôi dùng cái này lâu lắm rồi đấy, anh em nhìn hộp nó còn dỉ rồi này. Đó, dùng 100 mét đấy, 100 mét cước này, bây giờ tôi dùng trong này nó chắc nó chỉ khoảng tầm 30 mét cước nữa thôi, nó mỗi lấy buộc dây linh thôi, bây giờ nó trong nó chỉ khoảng tầm 30 mét cước nữa thôi. Đấy, này, chả biết nhãn mác là cái gì, chịu, toàn tiếng tây tiếng tàu. Đấy, ok anh em, hy vọng sau cái clip này của tôi anh em sẽ có những cái sự lựa chọn hoàn hảo để chọn những cái dây linh tốt để buộc cái lục cho mình, nó đỡ bị lổ giống như tôi hôm trước ấy. Thực sự nó quá đen cho đội tuyển Việt Nam. Đấy, ngồi buộc một lúc xong hết. Đấy là lại có đồ để hôm sau đi chiến. Đấy, chắc chắn. Không phải lo. Cái link này 3.0 thôi nhưng mà rất chi là tốt, tôi thấy rất chi là tốt đấy. Cái link này đánh chép thì vẫn được, thường thường đánh chép là 1.5 2 chấm thôi. Mà link này tôi đánh chép vẫn lên. Đánh chép vẫn nhạy. Ok. Anh em có thể ra quán đồ câu mua một cái loại 3.0 thì tốt, còn này 2.5, 2.5 nó 14,6 kg rồi đấy, hình như là thế, tôi nhớ không rõ lắm đâu nhưng 14, mấy rồi. Ok, chào anh em.